Vâng, hôm nay chúng ta sẽ học tiếp câu kinh văn tiếp theo. Chớ đạp thềm không đứng nghiêng, chớ ngồi giang không rung đùi. Càng học thì thầy mới thấy là cái chúng ta phải có cái năng lực tự kiểm soát, tự phản tỉnh. Tất cả những điều mà Thánh hiện dạy chúng ta là lời nhắc nhở, còn giám sát chúng ta là chính chúng ta giám sát mình. Còn nói thật với các con là kể cả cha mẹ giám sát chúng ta cũng chỉ trong một cái giới hạn, không gian và thời gian nhất định, không theo chúng ta suốt ngày. Cho nên là các con thật sự muốn học, thật sự muốn làm người tốt, muốn làm học trò và thánh hiền thì chúng ta phải cố gắng lên. Các con đã cố gắng rồi nhưng phải cố gắng hơn nữa. Không thể ỷ lại vào cha mẹ, ỷ lại vào thầy cô được, lại càng không thể ỷ lại vào thánh hiền được. Ví dụ như buổi sáng các con chủ động dậy sớm thì cha mẹ cũng chỉ theo các con một khoảng thời gian, nhắc nhở mình một khoảng thời gian, làm sao mà ngày nào cũng phải gọi chúng ta được. Hay lên lớp, cái trang phục, cái tác phong, giờ giấc là mình cũng phải tự kiểm soát. Tất nhiên là cha mẹ, hiện tại cha mẹ vẫn đang còn rất là quan tâm đến chúng ta, đấy là cái phước của các con. Nhưng các con hãy nghĩ xem, một khi cha mẹ không ở bên cạnh mình nữa, vậy thì ai sẽ là người tự nhắc nhở, ai sẽ là người nhắc nhở đốc thúc mình đây? Bây giờ chúng ta cứ quen nhắc nhở đốc thúc, vậy thì đến lúc mà không nhắc nhở đốc thúc vậy chúng ta cũng làm nữa. Vậy là chúng ta không phải học thật mà chỉ là học học giảng. Hôm nay học hai cái câu kinh văn này cũng là nhắc nhở thôi, nhắc nhở chúng ta. Còn kiểm soát là phải tự chúng ta. Chớ đạp thềm không đứng nghiêng, chớ ngồi giang không rung đùi. Không thể lúc nào bố mẹ cũng đi nhắc chúng ta là đừng có đạp thềm, đừng có đứng nghiêng, đừng có ngồi giang, đừng có rung đùi. Các con phải kiểm soát. Vì sao mà hôm nay thầy lại nói luôn như vậy? Bởi vì cái câu kinh văn này chúng ta học đi học lại, nhưng mà lỗi thì vẫn cứ phạm. Bây giờ thềm nhà thì ngày xưa cái thềm nhà, bước vào cái thềm nhà các con biết rằng là có một cái bậc thềm cao đấy này. Bây giờ những cái bậc thềm cao như vậy thì chỉ còn thấy ở trong những cái ngôi đình, ngôi chùa. Còn nhà thì chúng ta thấy có cái thềm nhà. Thềm nhà chúng ta đứng ở trên thềm nhà, cái thềm nhà bây giờ là nó bằng với cả cái mặt, cái sàn nhà rồi. Đấy. Thì chúng ta không chưa không tại sao chúng ta lại đặt câu hỏi là tại sao anh Hiền lại bảo là không được đứng ở thềm nhà. Cái thềm nhà này là cái thềm nhà ngày xưa nó có một cái bậu, bước qua bước vào cái cửa nó có một cái thềm cao thế này, chúng ta phải bước co chân cao để chúng ta bước vào. Vậy thì chúng ta phải tưởng tượng là nếu như một người mà đứng ở nơi cái thềm đó, một chân mà đứng lên co lên, đứng co lên để mà dẫm cái chân vào cái thềm đó, dựa vào cái tường đó, thì chúng ta xem cái tư thế tác phong này có chuẩn mực hay không, có phải có giống như là đệ tử của thánh hiền không, hay là giống đệ tử của ai. Con xem là phải cẩn thận trong cái hành động của mình. Ở đây chỉ nhắc mỗi cái việc là mấy cái việc nho nhỏ này, nhưng mà chúng ta thực hành được thì nó là cả một cái việc lớn.
không có việc gì là việc nhỏ, đúng không nào? Việc nhỏ mà chúng ta làm chuẩn mực, không tái phạm thì nó trở thành việc lớn rồi, nó trở thành một cái đức hạnh lớn rồi. Ví dụ như rung đùi chẳng hạn, thầy thấy các bạn vẫn còn rung đùi, nhưng mà khi chúng ta nhỡ rung đùi chúng ta lại phản tỉnh đến cái câu kinh văn này, chúng ta dừng lại để năng lực phản tỉnh của chúng ta nó khởi tác dụng. Chúng ta đứng mỏi chân lắm rồi, chúng ta dựa nghiêng vào một cái, dựa vào tường một cái thì tự nhiên cái câu kinh văn là chớ dựa nghiêng, không đứng nghiêng là nó lại phản tỉnh, nhắc nhở chúng ta. Đấy là năng lực phản tỉnh của chúng ta nó khởi tác dụng. Thế kể cả thầy cũng giống như các con thôi, từ nhỏ cũng được học nhiều thói quen xấu nó cứ khởi hiện hành liên tục, nhưng mà rất may là được học, rất may là được học, được nhắc nhở. Cho nên có những khi mình quên thì mình lại được nhắc nhở. Đó, chúng ta thấy nó mới mới là một cái tác dụng của cái việc học tập của chúng ta. Chứ cái thầy cô, cha mẹ không phải lúc nào cũng đi nhắc chúng ta được. Và cái người mà có cái năng lực mà tự phản tỉnh, tự nhắc nhở thì người này rất nhanh tiến bộ. Cho nên các con học cái câu kinh văn này chúng ta phải chú ý. Đây là cái lời nhắc nhở thánh hiền cho cẩn thận trong từng hành động. Cẩn thận trong từng hành động. Không chỉ đạp thềm nữa các con. Chúng ta đứng đạp lên bất cứ cái gì, đứng không nghiêm túc, tư thế không nghiêm túc, hành nghi không nghiêm túc, là chúng ta phải phản tỉnh để điều chỉnh lại. Chớ ngồi ra này. Ở trong kinh văn từ Hán Việt là vật ki cứ. Ki là giống như là cái ki hót giác ấy, nó kẽ ra thế này. Nó hình chữ V đấy. Chúng ta ngồi giang hình chữ V thế này. À, đã ngồi giang mà giang rộng ra rồi mà duỗi chân ra lại còn rung đùi nữa thì cái hành nghi này rất xấu. Phải sửa. Con trai cũng vậy, con gái cũng thế. Tất nhiên cái dáng ngồi của con trai và con gái nó khác nhau. Cái này thì chúng ta phải hỏi cha mẹ thêm để cha mẹ hướng dẫn cho các con. Khi chúng ta học online thì thầy cũng khó hướng dẫn cho các con sao cho nó chuẩn. Lớp học trực tiếp thì thầy cô có thể hướng dẫn. Nhưng chúng ta xem là cái tư thế của người nam ngồi nó phải oai nghi bệ vệ. Tư thế của người nữ ngồi nó phải trang nghiêm đoan chánh, nó phải kín đáo. Mặc quần thế nào, mặc váy thế nào, chúng ta phải biết cách ngồi. Phải hết sức cẩn thận. Đây chỉ nhắc đến cái tư thế, cái oai nghi của chúng ta. Nhưng mà các con phải biết là trong tất cả những cái việc làm nó liên quan đến chúng ta, cái đồ vật liên quan đến chúng ta, nó cũng phải được ngay ngắn, nó cũng phải được trang nghiêm. Có đôi khi chúng ta làm 10 việc tốt nhưng chỉ một việc không tốt thôi là nó cũng mất đi cái sự tu dưỡng của chúng ta rồi. Để nói quần áo cởi ra mà vứt lung tung cũng không được. Chúng ta ăn mặc quần áo rất là sạch sẽ, rất đẹp, nhưng mà chúng ta lại khi cởi ra chúng ta lại vứt nó bừa bãi. Đó đều là những cái mà việc phải chúng ta không có cẩn thận. Cẩn thận với thân của chúng ta, cẩn thận với những cái việc làm của chúng ta. Hai cái câu kinh văn này thầy nghĩ nó phải là cái câu mà chúng ta phải ghi nhớ lắm đấy. Bởi vì nó liên quan đến cái oai nghi của chúng ta. Và ngày nay thì hai cái việc này, đạp thềm, đứng nghiêng, ngồi giang, rung đùi là nó biểu hiện rõ nhất. Thì chúng ta chỉ có ổn định được trong khoảng 3 phút, 2 phút thôi. Còn từ 3, 4 phút, 5 phút trở lên là chúng ta ngọ nguậy, bỏ quậy. Chúng ta làm đủ đủ các động tác. À, thì lúc này cái câu kinh văn này nó phải khởi tác dụng lên. Chúng ta phải nhớ cái câu kinh văn này. Thì chúng ta điều chỉnh lại cái
cái tư thế tác phong của chúng ta cho nó chuẩn mình. Thì hôm nay cái câu kinh văn này thì thầy Hoàng chia sẻ các con đến đây. Chúc cả lớp có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.